Con hỏi nghề bán vé số kiến thiết có phạm vào năm giới Phật tử tại gia không sư? Thưa với quý vị đó, quý vị cứ xem đó, tự mình biết, tự mình xem tự mình biết. Thứ nhất, có phạm với sát sanh không? À, không có. Có dính gì tới với trộm cắp không? À, cũng không có. Có dính gì tới với tà dâm không? Cũng không có. Có dính tới với nói dối không? À, cũng không có. Rồi. Có dính tới với uống rượu không? Cũng không có. Thì như vậy, nếu như trả lời một cách đơn giản á, thì cái chuyện mình bán vé số nó đâu có phạm năm giới đâu. Nhưng mà nó có một cái như vậy nè, quý vị phải xem nha, mình xét cho nó rõ đó, là cái chuyện mà mình bán vé số này nè, là mình có tham gia vào cái gọi là cái hành vi là hỗ trợ người khác đánh bạc hay không. Tại vì á, quý vị thông cảm, sư vừa nói mình phải vừa chỉnh lại cái micro. Tại vì á, mình phải xem coi cái chuyện mà mình chơi vé số á, có phải đánh bạc hay không. Mà theo sư thấy hình như là đánh bạc, mà chẳng qua là cái đánh bạc này á, là được phép. Còn mà mình chơi số mà không nói được phép không đúng, mà là được nhà nước cho phép. Còn mà nếu như mà mình nói là còn khi mà chơi số mà nhà nước không cho phép thì nó thành ra đánh bạc và bị chừng gọi là bị phạt ha. Thành ra đó, cái chuyện mà mình chơi vé số á, nếu mình xét ra cho nó kỹ, nó cũng được kể vào cái chuyện là đánh bạc. Mà đánh bạc á, theo kinh giáo Thọ Tỳ Ca La Việt thì đây là một nguyên nhân, một trong những nguyên nhân làm cho người ta mất mát tài sản. Quý vị xem coi, cái người mà mình đó chơi số á, thì có ai mà họ họ không có mất tiền không? Thấy không? Thì mà nếu như á, mình là một người mình phục vụ cho cái hành vi đánh bạc đó, mặc dù cái hành vi đánh bạc đó là được nhà nước cho phép đi nữa, thì nó cũng không phải là cái chánh nghiệp. Thành ra là nếu như mà mình có một cái sự lựa chọn tốt hơn thì nó vẫn tốt. Nhưng mà sư thì bản thân sư cũng băn khoăn, bởi vì sư không muốn những người mà không có hiểu đạo á, mà khi họ nghe cái đoạn video này thì họ sẽ nghĩ sai vấn đề, họ sẽ có thể là họ gọi là họ xuyên tạc vấn đề. Cho nên cái vấn đề này tính ra thì cũng khá là nhạy cảm. Không biết vấn đề này thì sư Tệ Tường có cái nhìn như thế nào? Thưa quý vị, riêng cái này, riêng về cái mỗi 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 sư sẽ có một cái quan điểm, một cái khía cạnh, một cái góc nhìn khác nhau. Ở đây thì sư nói về khía cạnh của sư thôi, tại vì tại vì ở đây á, quý vị đưa câu hỏi á, là vé số, xổ số kiến thiết. Tại vì khi mà sư sư biết á, nói về cái mảng mà cờ bạc á, cờ bạc nói chung nó rất, nó muôn hình vạn trạng, thưa quý vị, rất là muôn hình vạn trạng. Tại vì có những cái hình thức cờ bạc mà đi đến hiện tại nói thì tôi cũng đồng ý, có nghĩa là những hình thức nhất cờ bạc mà thì dân gian á, dân gian á, mình ngày xưa là cũng có câu là cờ bạc là bát bần, đúng không? Thì để gọi là vé số kiến thiết này nè, có được xem như là cái câu mà gọi là cờ bạc là bát bần không, thì chúng ta phải cần một thêm một cái định nghĩa nữa, nghĩa là nó có gần như vậy không, nó gần như vậy không, nó gần thì khiến người ta nghe là tan nhà nát cửa không, đúng không? Hay là vé số ở cái quốc độ này, ở quốc độ của chúng ta nè, Việt Nam nè, thì nó chỉ dừng ở cái mức mà giống như là may rủi giải trí thôi, đúng không? Thì cái đó vấn đề nó phải cần phải xem xét lại. Sư cũng đồng ý với Đức Thanh Tuệ mà cái quan điểm mà, tại vì ở đây sư quý sư á, cũng không dám mổ xẻ nó quá nhiều, tại vì khi mổ xẻ quá nhiều á, lỡ nhiều khi lại một số vị lại hiểu lầm rồi lại cắt ghép
nói với sư là nói có thể nói với sư là cái tại sao mà nói cái nghề bán vé số này nó sai trái hay là kiểu này nọ đó. Không, thì đến đất nước nó sẽ đem đến những cái người mà chưa có niềm tin về Phật pháp sẽ bị đánh mất niềm tin, và những người có niềm tin thì sẽ suy giảm niềm tin. Cho nên á, cuối cùng á, để kết thúc câu trả lời này á, sư chỉ có hai cái lời khuyên về cái vấn đề bán số thôi. Thứ nhất là tự bản thân cái người mà hỏi câu hỏi này nè, tìm hiểu xem cái vấn đề bán số này, với số kiến thiết ở quốc độ mình á, cái thái độ hay là cái trình độ của dân sinh á, của mình á, xem cái nhận thức á, của cái vé số này nó như thế nào. Nó là chỉ là giống như may rủi cho vui gì nọ, giống như là lô tô, giống như là lô hồi ngày xưa có những gánh gánh lô tô đó, quý vị, gánh lô tô mà mình kêu lô tô đó, mình chơi cái hình thức lô tô vậy đó, nó chỉ là đơn thuần như vậy thôi, hay là nó là một hình thức mà dạng cờ bạc đỏ đen. À, nó cũng quy vô cái câu mà giống như cờ bạc cái bát bằng, thì người đã, vị này phải sẽ tìm hiểu để xem thế nào. Và thứ hai á, sư có lời khuyên là dù mình làm nghề gì đi nữa, có là nghề chánh mạng hay là tà mạng đi nữa, ở đây sử dụng cái dù là như thế nào, có nghĩa là cái hoàn cảnh đẩy đưa mình, cái nghiệp của mình, không, nó khiến mình phải kinh doanh những cái nghề có thể là chánh mạng thì may mắn, nghĩa là hay là tà, đôi khi tà mạng, đúng không? Thì vấn đề cốt yếu đó, mình phải giữ cái tâm mình. Giữ tâm mình là sao? Có nghĩa là mình phải luôn hướng về cái niềm tâm bảo, đúng không? Mình phải cố gắng làm sao mà cho dù mình bán những cái nghề, thí dụ mình bán nghề những nghề trái đạo đi, thì mình cũng phải nỗ lực, mình cũng phải nghĩ có niềm tin, đúng không? Rồi mình có cái bố thí trì giới, cũng vừa bố thí có sự trì giới, có sự hành thiền, không? Và mình cũng luôn phải hướng đến từ cái nghề, có thể là cái nghề chính nghề này là tà mạng, thì mình hướng đến một ngày đó chánh mạng, thì chỉ có hai cái lời khuyên đó thôi. Cũng xin kết thúc cái câu trả lời. Thưa quý vị, đầu tiên là mong quý vị hoan hỷ thông cảm, là ngày hôm nay có rất là nhiều yếu tố làm cho sư phải phân tâm. Mà khi mà sư bị phân tâm á, thì có một vài vấn đề á, sư không có nghĩ hết toàn bộ một cái khía cạnh. Cụ thể là nội cái micro này thôi nè, nó tụt âm thanh xuống tới cái hồi nó tụt xuống 0%, lo ngó cái micro là nó đã đó là nó đã bị phân tâm rất là nhiều. Như thế này, riêng sư á, thì sư không có đồng ý lắm về cái ý cuối của sư trẻ từ, đó là khi mà mình làm một cái nghề mà cái nghề mà không có đưa không có chánh mạng. Chúng ta cần phải ý thức rõ cái nghiệp mình là sư. Đương nhiên là Phật pháp là các vị sư không bao giờ kêu quý vị là đừng làm cái nghề này, đừng làm nghề, mà chỉ nhắc nhở quý vị hãy ý thức được cái nghề mà mình chọn nó có cái nghiệp như thế nào, và cần quý vị hiểu chuyện đó thôi. Giống như cái người làm nghề đồ tể thì người đó cần phải hiểu được cái nghiệp mà họ sẽ phải chịu là như thế nào. Hoặc như cái người mà làm cái nghề lừa đảo, cái nghề trộm cướp, thì họ cần phải hiểu cái hậu quả mà họ sẽ phải chịu là như thế nào. Hoặc là cái người mà làm đề làm số, họ cũng cần phải hiểu cái nghiệp mà họ phải chịu như thế nào. Thì chỉ cần ý thức được điều đó thôi, còn quyết định thì vẫn do mình. Còn quý vị hỏi sư có cái lời khuyên nào khi mà chúng ta lựa chọn, thì quý vị đã lựa chọn thì quý vị chỉ cần ý thức được chuyện đó. Nhưng nếu như mình có được một sự lựa chọn khác thì nó vẫn tốt hơn. Dù sao thì rất trừ những cái vị tỳ kheo theo đúng như lời Phật dạy, chứ còn rất là hiếm ai. Thà đó là mình bỏ mạng, chứ mình không vì cái chuyện mà mình nuôi mạng này mà mình làm các cái nghiệp bất thiện.
Cho nên là ý thức định giữa. Cái thứ hai á, như tôi nói vui cái hôm mà tôi đi về, đó là nếu mà mình nhắm mà mình không ổn thì hãy tẩu tán tài sản. Tẩu tán tài sản thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình hãy tích cực mình làm phước, tích cực mình giữ giới, tích cực mình hành thiền, tích cực trong dành cái trong cái lúc mà mình còn khỏe, còn có sức khỏe, còn có tuổi trẻ, còn có tài sản, mình nỗ lực mình làm các thiện pháp, mình đem những cái đó đó mình gọi là những cái tài sản mình đem mình tẩu tán, thì đời sau kiếp khác mình còn có cái phước để mà mình xài, có cái phước để mà mình tu. Chứ còn nếu như á, mà mình đã làm bậy rồi, mình đã làm sai rồi, và mình cũng không có làm thiện, không tu hành, không bố thí, không giữ giới, không hành thiền, không gì hết, thì cho tới một lúc nào đó cái quả của cái nghiệp ác á, cái nghiệp bất thiện mình làm á, nó sẽ trổ và mình cũng không còn gì cả. Cho nên là chúng ta hãy cẩn trọng và suy tư về vấn đề này. Và quý vị để ý coi, những cái người mà nó có một cái điều làm cho sư suy ngẫm rất là nhiều. Bởi vì á, riêng cái nghề này á, thì đa phần là người nghèo. Mà chúng ta nếu như á, mà tôi nói nếu nha, nếu như cái chuyện này á, được tính vào cái cờ bạc, thì chúng ta đang rơi vào một cái vòng luẩn quẩn. Tức là vì chúng ta nghèo cho nên chúng ta mới làm các cái nghề mà nó không có chánh mạng, mà vì chúng ta làm nghề không có chánh mạng cho nên chúng ta mới nghèo, thì chúng ta tiếp tục rơi vào cái lòng vòng luẩn quẩn như vậy. Nó tương đương với cái Tân Chi Bộ Kinh, cái chương mà bốn pháp, thì chúng ta rơi vào cái hạng người là từ đen đi vào đen, tức là do chúng ta do cái nghiệp cũ á, cho nên là chúng ta rất là khó có cơ hội lựa chọn nghề nghiệp. Mà khi mà chúng ta khó cơ hội lựa chọn nghề nghiệp như vậy đó, chúng ta lại lựa những cái nghề nghiệp đem lại cái quả báo bất thiện, rồi từ cái quả báo bất thiện đó lại đưa chúng ta đi đến các cảnh khổ. Cho nên là chúng ta phải ý thức được, và nếu như có thể thay đổi được thì tốt nhất là nên thay đổi, nhưng mà không được thì cũng tốt hơn chúng ta ý thức được cái sự lựa chọn của mình. Chú vị ai chứ, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.